Chào tất cả các bạn luôn nha. Thì hôm nay mình đang quay cho các bạn một cái cảnh là mặt trăng nó nuốt mặt trời nha, hiện tượng nhật thực nha mọi người. Mình đang quay, mọi người thấy nó cái mặt trăng nó đỏ đỏ, đỏ nó bay vòng vòng, nó nuốt mặt trời luôn á. Đấy mọi người thấy không? Thì cái hiện tượng này nó xảy ra là từ 10 giờ rưỡi tới 2 giờ chiều nha mọi người. Thì hồi tối này mình cũng đã lên mạng mình coi tin tức á, mình thấy á, bây giờ mình quay mình chia sẻ cho các bạn cùng biết nè. Đây là hiện tượng này á, là rất cho phù hợp cho mà các bạn mà làm phong thủy á, thì các bạn có thể chuẩn bị đồ nghề và để hút cái gì đó. Mình nghe mấy ông thầy phong thủy nói vậy. Và cái hiện tượng này là nó sẽ xảy ra lại vào năm 2063 nha mọi người. Hồi 20 năm trước là nó cũng đã xảy ra rồi, và năm nay là nó đang xảy ra nữa, và tới 2063 thì nó sẽ lặp lại nha mọi người. Đấy mình đang quay cho mọi người đây, thấy mặt trăng nó có chớm đỏ đỏ mọi người, camera mình đang quay hướng về mặt trời luôn á, và mặt trăng nó bay vòng 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 luôn nè, nó chuẩn bị nuốt á. Mọi người xem kỹ ha, thì cái hiện tượng này nó rất là hiếm thấy nên mình quay lại mình chia sẻ cho các bạn nha. Thì các bạn mà thấy hay video mình hay, mang lại hữu ích cho các bạn, thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì kênh của mình là Quỳnh Thủy Tinh Vlog. Đấy, mình thấy nó đang nó chớm đỏ đỏ rồi, nó bay vòng vòng luôn mọi người ơi. Đó, nó bay vòng vòng. Chuẩn bị nuốt mời, thì cái tình trạng này nó quay nó khoảng là tới 2 giờ chiều là hết. Đấy, nó bay vòng vòng mọi người, mặt trăng nó bay vòng vòng luôn không. Thì mình quay tầm khoảng 3 phút là mình dừng nha mọi người. Thì mình chia sẻ cho các bạn cùng biết nha. Thì mình nghe nói ở Việt Nam thì nó xảy ra ở khu vực Cà Mau á, còn khu vực của mình thì nó không có, thì nó chỉ có hiện tượng như vậy thôi mọi người. Thôi, rồi mình kết thúc video tại đây nha mọi người xem ủng hộ kênh mình nha.